Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn một video về cách đổi bữa món khoai tây thì các bạn có thể làm với khoai tây xào cà chua nhé. Để làm món này các bạn chuẩn bị cho mình 4 củ khoai tây. Các bạn gọt vỏ để cho mình vào mình ngâm trong nước nhé, để cho cái phần nhựa khoai tây nó hết đi ạ. Cà chua các bạn cho mình 3 quả cà chua, một củ tỏi và một ít hành lá nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ thái cho mình cái phần khoai tây để mình ngâm trong nước này, nó hết nhựa nhé. Tỏi các bạn sẽ băm ra cho mình nhé. Cái phần cẳng hành các bạn cũng cho thái nhỏ ra để mình xịt thơm cùng với tỏi. Cà chua các bạn sẽ luộc cái vỏ cà chua cho mình nhé. Thì mình đã ấy sẵn đấy. Đây là đây các bạn, nếu các bạn chưa xem video bao giờ ấy, để các bạn sẽ miết thật mạnh vào để cho cái lớp vỏ cà chua này nó chóc ra, nó mỏng ra, sau đó thì mình sẽ lấy ra nó dễ ạ. Để khi mình nấu ấy, cà chua nó nhừ nhưng cái vỏ nó không nhừ, thì chúng ta ăn ấy nó cứ vướng vướng ấy, thì là nên là các bạn sẽ nột ra như thế này nó dễ hơn nhé. Đấy, mình nột hết cái phần vỏ cà chua này đi. Cà chua các bạn sẽ thái cau ra cho mình nhé. Mình thái cái phần chua cau này ra. Cái phần hành lá các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Các bạn cho mình chảo lên bếp và mình cho dầu ăn vào nhé. Dầu ăn vừa phải ra. Và khi dầu ăn nóng các bạn sẽ cho hành tỏi vào để một cái thơm lên. Đây các bạn, khi hành tỏi này mình đã phi nó thơm lên nhé, thì các bạn sẽ cho mình cái phần cà chua và khoai tây vào. Không cần phải khi phần tỏi này thì phi vàng các bạn, chỉ cần nó thơm lên là được. Ủa. Đều cái phần khoai tây cà chua lên. Rồi các bạn sẽ cho phần khoai tây vào nhé. Tây mình vớt ra để ráo nước cho được. Các bạn cho mình vào đây một thìa bột canh ạ. Gọi là muối đó.
lên nhé, bạn nào không ăn hẳn lên thì thôi. Các bạn sẽ cho mình ninh bát nước nhé, vì khoai tây nó không ra nước, để cho nó chín ạ. Rồi, mình sẽ đậy vung lại khoảng 10 đến 15 phút các bạn ạ, thì khoai tây nó sẽ chín ạ. Rất thơm của mùi tỏi các bạn ạ. Tỏi làm cho món ăn của chúng ta thơm lên và lại còn là phòng chống cảm cúm rất là hiệu quả các bạn ạ. Nhất là khi thời tiết đang thay đổi giao mùa các bạn ạ, giữa mùa xuân và mùa hè nhé. Hôm qua người miền Bắc lại thấy nóng, rất là nóng luôn. Đi ngoài đường có thể mặc áo cộc bình thường, mà bây giờ hôm nay thời tiết nó chuyển lạnh nhé, thì lại phải mặc áo rét các bạn ạ. Đấy, qua một đêm thôi mà đã lạnh khác hẳn ra. Nên là người già, trẻ em hay bị cúm, ho và ốm. Nên chúng ta có thể nấu món ăn nó có tỏi sẽ phòng chống rất là tốt luôn. Như thế này là gần chín rồi các bạn ạ. Sẽ đậy vung cho mình thêm một đĩa nữa nhé. Bây giờ các bạn sẽ lên nếm cho mình nhé, xem gia vị nó đã vừa chưa. Tùy theo khẩu vị gia đình nhà chúng ta ấy, thì nhiều nhà thì ăn mặn một chút, nhà thì ăn nhạt. Nên là chúng ta không nên ăn mặn quá thì nó sẽ tốt hơn nhé. Vì ăn mặn ấy sẽ làm cho tim mạch của chúng ta không tốt, và nhất là thận là như tiểu đường, rất là nguy hiểm nha, với người già, trẻ con cũng vậy thôi ạ. Các bạn sẽ cho mình một chút nước mắm nữa vào để mình nếm, nó vẫn chưa được ạ. Đặt đều lên cho nó ngấm gia vị vào. Thì các bạn, khi mình đã đều nhé, gia vị đã ngấm đều rồi, bây giờ các bạn sẽ cho phần hành lá vào cho mình. Đều lên là các bạn cho ra đĩa là mình có thể thưởng thức món khoai tây xào với cà chua nhé. Và bây giờ các bạn tắt bếp và mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức rồi. Đĩa và mình sẽ cho phần khoai tây ra. Rất là ngon nha. Nếu lúc chúng ta đổi bữa với những loại rau củ quả khác ra thì bữa cơm gia đình của chúng ta sẽ phong phú hơn, và chúng ta ăn nó sẽ đảm bảo tốt cho sức khỏe, không cần phải nhiều thịt. Và chúng ta có những rau củ quả ngon rồi thì chúng ta sẽ không ăn thịt nhiều đâu ạ. Thế các bạn nào mà thích ăn tiêu nhé, chúng ta có thể cho thêm một chút hạt tiêu lên trên cũng được. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ, là một đĩa khoai tây xào cà chua tỏi thơm ngon. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.